hello xin chào các bạn nha chào mừng các bạn quay trở lại với kênh hội lâm sài bình dẫn thì hôm nay là ngày 18 tháng 2 năm 2023 thì mình tiếp tục cập nhật giá xài đài loan thu mua tại vườn các bạn thì hiện tại mình đang ở vườn của ông anh mình bao vàng với trắng các bạn vàng thì bao bao cũ của gô với gần núi nè còn bao trắng thì đang hiện tại đang bao của mình đó thì uh, trước tiên thì mình cập nhật giá trước đi thì hiện tại giá xài đài loan thu mua tây vườn xài xanh xanh nhất là 20 000 xanh nhì là 10 000 giá mua tại vườn nha xài vàng vàng nhất là 23 000 vàng nhì là 10 000 thì đó là giá xài đài loan mà mình cập nhật hôm nay giá thu mua tại vườn thì uh, cũng uh, cũng quay cho các bạn xem đây xoài của ông anh ông, ông bao được 10 ngày các bạn đó hồi xanh nè đây hồi xanh nha xoài xanh quay cận cảnh, cảnh cho bạn xem quay nét cho bạn xem đây đây mình quay quay lại bằng camera trước nha các bạn nói chung thì màu trắng này dễ các bạn ơi thì uh, chủ yếu là ngừa côn trùng thôi ngừa côn trùng dưới mưa độc mưa hại rồi, rồi lúc mà trái non đó các bạn thì mình cũng xin nhắc lại nha giá xài đài loan uh, xài xài đài loan xanh thu mua tại vườn là xanh nhất là hai 000 ngàn xanh nhì là 10 ngàn còn xài vàng, vàng nhất là 23.000, vàng nhì là 10.000 Thì chủ yếu á, là mua xô uhm, Thì mình báo cái giá nhất nhị vậy thôi Nhưng mà chủ yếu là mua xô nha các bạn Xô hoặc xô lùa tùy theo dường. Đó, Tùy theo tỷ lệ xài xấu đẹp mà giá nó sẽ khác nhau nha Rồi à, bữa nay thì mình cũng biết được cái giá cá quả lọc Thì cũng báo cho các bạn biết nha các bạn Thì hổng gầy cũng lâu rồi mình không có cập nhật giá các quả lọc thì hiện tại giá cá hoàng lộc nó cũng giá mà lái mua tại vườn các bạn, ba trái 1 kg á là giá từ 30 cho tới 42.000. là ba trái 1 kg nha. Còn giá 400 úp thì nó sẽ cao hơn. Rồi giá 400 450 úp nó càng cao nữa các bạn, thì tùy theo mà uh, nhà vườn mình bán như thế nào mà cái uh, có sẽ có cái giá như vậy đó các bạn. Thì giá đó là giá giá xô Đó thì em trường ở dòng cống có mua các quả lọc thì anh em nhà vườn nào mà cần bán thì cứ alo trực tiếp nha thì video mình hôm nay cập nhật giá ngắn gọn tại đây thôi chủ yếu tranh thủ cập nhật giá cho anh em nắm nha thì tại mấy ngày nay tình hình là sòi nó hết rồi các bạn ơi muốn đứt lúa lứa rồi chung là hết sòi luôn á mà giá thì nó nó nằm mức giá đó thôi thì nên mình cũng ít cập nhật giá nữa thì video mình đến đây kết thúc nha các bạn xin chào hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo